Chào các bạn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải cái đề mốt 2013 phần Excel. Hôm trước thì thầy mới giải 2016 và 2019. Bây giờ thầy giải 2013 nha. Thì ở chỗ này mình sẽ làm cái dạng training mode đi để nó sai chỗ nào mình sửa chỗ đó. Để các bạn làm quen. Thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn từng bước một. Thì thầy cũng giống như các bạn, thầy chỉ yêu cầu của thầy là bài này, những bài này làm được 900 điểm là đạt yêu cầu. Thì bây giờ các bạn coi để hướng dẫn nha. Thì đầu tiên á, thì nó vào cái phần giới thiệu này. Thì chúng ta vào cái đầu tiên là nó nói là rename cái worksheet. Rename worksheet nha. Ở đây á, các bạn thi tiếng Anh nó dễ chiều hơn tiếng Việt á. Thì ở chỗ này là sheet 1 á, thành sheet là gì ta? Sales data. Thì ở chỗ này á, thầy làm biến á, thầy cần đến C luôn đi. Và thầy chỗ này á cần thêm V luôn đi ha. Rồi ở đây cái thứ hai là ghi là trên cái worksheet này này color, thì chúng ta chuột phải chỗ này, chúng ta đổi màu của worksheet này nó là blue. Blue nha, blue accent 5 này. Rồi sau khi làm xong chúng ta đánh dấu nó lại đi ha. Rồi cái nó nói là format worksheet. Ở đây là sheet 2, chúng ta đặt cái tên là name. Sheet 2 chúng ta đặt cái tên name là water, water total. Chúng ta cho nó là chuột phải tab color, màu của sheet tab là orange accent 2. Và sheet 3 chúng ta cho nó là employment record. Thì chúng ta bấm vào. Chúng ta nhấp đích hai cái nha, employment record. Rồi sau khi làm xong cái phần này xong, chúng ta phải qua phần sale worksheet data. Thì ở đây sale worksheet data nữa các bạn, thì nó nói là M7 Center, cái A1 tới F1 M7 Center. Chúng ta bấm chỗ này nữa các bạn, chúng ta chọn M7 Center. Và A2 chúng ta sử dụng M7 Center, thì chúng ta nhấn tí cái chỗ đi các bạn, chúng ta quét đi ha. A2, A3, A4. Rồi sau khi làm xong chúng ta qua tiếp tục cái này. Cái này á, chúng ta làm sao đây? Tại A1 chúng ta, A1 nè, chúng ta cho nó kiểu là title. Thì chúng ta muốn cho A1 title là chúng ta chọn A1 nè. Chúng ta sử dụng là cho A1 nha. Chúng ta chọn A1 này. Chúng ta sử dụng là sale này. Chúng ta sử dụng là title. Rồi từ A2 tới A4 thì chúng ta bôi từ A2 tới A4 chúng ta cho nó là cái kiểu là explanatory. Đây. Rồi. Ok, từ A5 cho tới F5. Chúng ta cho nó là heading 2. Heading 2. Rồi cái A16 đến F16, A16 đến F16 chúng ta cho nó là title. Thì chỗ này là chúng ta đang định dạng total, giờ chúng ta cho nó là total nha. Ở đây là tổng số, đây là title, còn đây là total nha bạn. Ở đây là chúng ta sử dụng là định dạng cái trang tính. Rồi xong khi làm xong rồi, chúng ta hết rồi, chúng ta ảnh đánh dấu cắt vào. Và ở chỗ này column width nó như này. Ở đây cột A thì chúng ta thay vì trước giờ chúng ta chỉ kéo thôi đúng không, thì ở chỗ này chúng ta muốn cho nó chính xác là chúng ta sử dụng là format column width. Đây chúng ta cho cột A là chúng ta cho số 20 chính xác. Rồi từ cột B đến cột F thì chúng thường là chúng ta sẽ nắm kéo, thì nhưng mà chỗ này chúng ta sử dụng là format này, column width chúng ta độ rộng cho nó là 10. Rồi xong đó chúng ta sort data. Ở chỗ này là chúng từ A6 đến F15. Đây chúng ta sort có tiêu đề nên chúng ta phải bôi tiêu đề nha các bạn. Chúng ta phải bôi tiêu đề này. Nhưng mà chúng ta sort từ A6 tới F15 là chúng ta sử dụng là data. Sort bấm vào đây sort các bạn. Đừng có bấm những chỗ này. Bấm những chỗ này là sort nhanh đó, nó sẽ thiếu đó. Bấm vào đây này. Đầy đủ. Chúng ta sort theo cái by sales rep. Chúng ta sort theo hướng là từ A tới Z. Chúng ta lấy giá trị ha, chúng ta lấy giá trị nha. Rồi ok. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta sử dụng là cái chức năng là conditional formatting, là định dạng các điều kiện. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ định dạng là từ cột F6 đến F15. F15. Ở đây chúng ta sử dụng là icon set, là chúng ta vào home. Chúng ta sử dụng là format conditional, chúng ta vào icon set này. Ở chỗ này chúng ta chọn là ba cái mũi tên, ba mũi tên là tree mũi tên này ha. Đây này. Background. Ở chỗ này nó sẽ ra như thế này, nhưng mà người ta nói là hiển thị
cái màu xanh, mũi tên màu xanh nó lớn hơn 30.000, thì chúng ta bấm vào chỗ này nó bạn format conditional, conditional formatting nha. Chúng ta sử dụng là manager, nhớ là conditional formatting nha các bạn. Chúng ta sử dụng là manager rule. Ở chỗ này chúng ta sẽ edit rule lại. Ở chỗ này nó nói là chúng ta lấy giá trị là chỗ này chúng ta không lấy phần trăm. Nó sẽ mặc định cho chúng ta là 67% và 33%. Ở đây chúng ta lấy number. Ở chỗ này nó lớn hơn bằng 3.000. 30.000 chưa? 1, 1, 2, 3, 4. Thì nó sẽ màu tên, màu mũi tên màu này. Ở đây nó sẽ lớn hơn là 20.000 và từ nhỏ 30.000 quá. Là lớn 20.000 đúng không? 2, 1, 2, 3, 4. Rồi. Thì nó sẽ ra cho chúng ta. Apply. Ok. Thì khi mà chúng ta làm được như thế này xong á, rồi chúng ta qua cái tiếp theo sum. Thì ở chỗ này á, nó sum là nó nói là tính cột B. Ở cột B này chúng ta sử dụng cái sum. À, ở cột B nha, chúng ta sử dụng là B16 này, chúng ta sử dụng sum nha, từ B6. Thì ở chỗ này á, các bạn bấm chỗ này cũng được này, hoặc là các bạn gõ vào cũng được tùy. À, bấm vào. Hoặc là các bạn tự gõ cũng được nha, hoặc là bạn bằng 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 sum. Được chưa? Do ở đây thầy đang sử dụng con chuột á, nên thầy bấm cho đại luôn cho dễ ha, không mà sử dụng kia. Rồi như vậy là hàm sum này rất là đơn giản nha các bạn. Rồi ok. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta qua cái chỗ này. Nó nói là từ C16 đến F16. À, chúng ta dùng cái công thức đó, chúng ta kéo qua. À, dùng cái công thức này chúng ta kéo qua nha. Thì từ B16 nha. Đó, chúng ta kéo ngang qua. Đó, từ từ C đến F. Đó, kéo qua. Thì ở chỗ này chúng ta kéo qua nha các bạn. Đến F này chúng ta kéo qua, dùng công thức chúng ta kéo qua nha, kéo công thức qua giống như trên này nha. Thì ở đây là chỉ kéo công thức thôi. Ở đây là define name. Từ B16 đến F16 á, nó sẽ đặt cái tên như thế này. Thì chỗ này các bạn từ B16 đúng không, F16 chúng ta bôi này, chúng ta bỏ chỗ này này, chúng ta gõ cái name như này này thay vì ok enter. Hoặc là chúng ta sử dụng là formula, chúng ta name manager, chúng ta new một cái name mới này. Ở đây là từ A16 đến F16, chúng ta gõ cái tên này vào. Ok, chúng ta sử dụng một trong hai cách nha. Ở đây các bạn không thích thì các bạn ví dụ thầy delete đi. Cái này là quantity total đúng không? Delete luôn. Yes, ok. Mình có thể là vào trong đây này, formula này, name manager này, new này, chúng ta cái tên nó này. Ok, cái nào cũng được. Là gõ chỗ hoặc là gõ trực tiếp chúng ta cũng được. Rồi. Ở đây chúng ta insert tag là insert tag này vào trong ô A18. Chúng ta ở A18 này các bạn, chúng ta cần nhấn V and vào. Rồi tiếp tục chúng ta sử dụng là công thức mắt. À, ở B18, ở đây B18 nha, chúng ta sử dụng là công thức là dùng công thức là mắt function cho cái cột F. Thì ở chỗ này chúng ta sử dụng home này, ở đây là bấm cho lẹ ha, mắt này. Ở chỗ này là bấm vô này này, từ cái B16 đến F10 mấy. F10 là từ F6 đến F15. Ok. Rồi tiếp tục. Ở đây là create một table. Thì chúng ta create một table ở đây là cái chúng ta kéo ở chỗ nào được, chú ý là không cần chính xác vị trí, không cần chính xác lắm nha. Thì ở chỗ này là chúng ta sử dụng là cột F này, chúng ta sử dụng là insert một table, mà table này nó là custom. À, custom đây này, custom column này. Ok, chúng ta sử dụng cluster column nha. Ok, và chúng ta kéo nó ra chỗ nào cũng được, không có nhất thiết phải chính xác. Và chúng ta qua cái format chart. Format chart nó nói là đầu tiên là chúng ta cho kiểu là kiểu số 7, là chúng ta chọn là format này, chúng ta bấm vào này, chúng ta sử dụng là format này, chart design này, chúng ta cho kiểu số 7 nha. 1 2 3 4 5 6 7, đây là kiểu số 7 này. Rồi ở đây cái title này chúng ta đổi cái title này này, cái title này nó là sales rep. Thì chúng ta chặt title này, chúng ta nhấp vào, chúng ta xóa nó đi, chúng ta gõ chữ sales rep vào. Rồi ở đây chúng ta change cái acid label đang dùng từ A6 đến A đây. Thì thay vì chỗ này này, cái này là cái acid này, thay là label này, acid ra. Thì ở đây horizontal acid label này có nghĩa là gì ta, cái trục ngang á, trục ngang horizontal là phương ngang nha. Thì chúng ta sử dụng nó là, ở đây là chart design, chúng ta sử dụng là select data, chúng ta edit cái chart lại đi. Ở đây là cái series name, ở đây là fan, ở đây là chúng ta edit chỗ này nè các bạn, edit chỗ này ha, chúng ta chọn là gì ta, cái vùng mà chart mà nằm ở phía hàng ngang á. À,
cái trục hàng ngang đó là chúng ta sử dụng này. Ok, rồi nó ra cho mình này. Ok nha, rồi thay số 1, số 2 bằng cái A6, A7, A8 với A15. Và data label chúng ta cho nó là outside. Thì chúng ta muốn sử dụng data label, chúng ta coi này, chỗ này này, chúng ta sử dụng là data data label, data gì đó, data label đúng không? Ở chỗ này chúng ta sử dụng là nó là gì đó, outside, outside, outside nha, outside này. Ok, nằm bên ngoài á. Rồi ở chỗ này chúng ta anh là test, chúng ta cho cái title nó là tên này. Thì ở chỗ này chúng ta anh là test đúng không, chúng ta sử dụng là format này, chào thì sai này, chúng ta sử dụng là format selection đó. Rồi format selection này ha, chúng ta chọn format này ha, ở đây chúng ta chọn format này, chúng ta chọn format selection này, ở chỗ này chúng ta chọn cái chỗ này là size and protein này, anh là test này, chúng ta gõ title vào cái chữ này. Rồi xong nha các bạn. Rồi xong, tiếp tục là cái hết rồi không nào, hết rồi, hết rồi. Và tiếp tục là chúng ta sử dụng insert object. Ở chỗ này chúng ta chèn một cái object là nó nói là insert một object tại vị trí nào đây, bên góc góc trên bên trái, là chúng ta chọn một insert nè, góc trên bên trái này, object là chúng ta sử dụng là cái picture, nó nằm trong cái phần document geometric này đây, insert, và nó nói chúng ta là xong rồi. Chúng ta xong rồi, chúng ta và ở đây nó nói chúng ta là crop. Chỉ lấy cái duy nhất là cái ký tự ở cái gì đó, cái hình, cái bộ cái hình thôi nha. Thì chúng ta xong rồi, chúng ta lấy hình này thôi, cái ký hiệu này thôi. Ok, và ở chỗ này chúng ta sẽ set quýt là 1.1. Ok, là 1.1 luôn. Rồi ở chỗ này là chúng ta cái hình nó là reflection 4.0 offset bị picture effect này, picture effect nó là ha, picture effect này chúng ta sử dụng là đây, chúng ta sử dụng là ở đây là full 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 ai full 4 bt này, offset này. Ok nè, các bạn coi là đúng không ta. Ok, full 40 offset nha, 40 offset đó. Rồi xong, chúng ta sẽ qua cái phần này. Ở đây là nó cho nó chúng ta là ở đây là chúng ta sử dụng là len kép, là chúng ta bay layer này, chúng ta oriental này, chúng ta sử dụng len kép này. Đồng thời chúng ta chọn là size, là chúng ta chọn là size giấy này, chúng ta sử dụng là ở đây là legend, legend nha, legend. Thì chúng ta làm như này xong ha. Ở đây chúng ta ba ba press là tại dòng 19, tại dòng 19 nha. Chỗ này chúng ta sử dụng là track, insert track này. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái sheet thứ nhất và sheet thứ hai. Sheet thứ hai là tôi nói gì đây? Ồ, cái này rất là đơn giản luôn ha. Ở đây là hiển thị cái B4 nó sẽ bằng là B16 của sheet này, bằng dữ liệu B16 của sheet này, B16 đây này. Rồi ở đây nó làm y chang thôi, chúng ta kéo luôn đi từ từ tính tiếp. Ở chỗ này nó bằng là C16. Ở chỗ này nó sẽ bằng D16. Ở đây các bạn giỏi nè, các bạn có thể là sử dụng công thức cái kéo suốt được nha, không có vấn đề gì. Ở đây là thầy hướng dẫn các bạn là hướng dẫn theo cái yêu cầu của nó thôi. Còn mình muốn sử dụng công thức nào cũng được, kế xuống cũng được ha. B7, E16. Cái này là chỉ có cái cột chạy. Mình có thể sử dụng nhiều cái kỹ thuật để mình làm. Rồi, cái xong tiếp tục chúng ta sử dụng tiếp tục là cái if function. Ở đây từ C5 là ô này. Nó nói là gì ta? Nếu mà quantity 2 mà lớn hơn quantity 1 bằng cái quantity 2 này lớn quantity 1 này nếu mà nó đúng á, nếu mà nó đúng á if thì chúng ta cho nó là tăng vậy vậy như kép kép đi. Thì chỗ này nếu mà nó nhỏ hơn á thì chúng ta cho nó
nó sao ta, cho nó là giảm à, tăng và giảm nè. Ở đây chúng ta cho nó giảm nha, giảm thì ở chỗ này là C6 y chang C7 luôn. Rồi chúng ta sử dụng ba cái ha, C6 C7 y chang luôn. Rồi tiếp tục là ở đây là chúng ta sử dụng cấu trúc if. Rồi chúng ta sẽ qua cái dùng cái name ở đây á, nó nói là dùng cái name à, cho cái này thì thật sự chúng ta sử dụng total đúng không, chúng ta bằng sum này ha. Thì thông thường các bạn sum, các bạn kéo từ khúc này là đời là tháng là được rồi, nhưng nó bắt buộc là mình phải sử dụng cái name của thằng water total mà hồi nãy là mình đặt water total ở chỗ này này, thì mình bôi khúc này này nó sẽ ra cho mình water total đó, mình bôi khúc đó thì ra ra cho mình là water total này ha. Ở đây là water total này, sum của water total ha. Rồi ok nha, học là các bạn ghi sum này ha, bằng bằng ha bằng sum này ha, các bạn học là ghi bằng sum, các bạn ghi là water total này đó, cái này này đó, ok đóng ngoặc lại à, cách nào cũng được nha. Rồi tiếp tục chúng ta qua cái print Arial là chúng ta set từ A1 tới B8, chúng ta sử dụng là set print Arial là chúng ta in ấn như đó, và sau đó chúng ta vào cái phần sheet employment record, chúng ta tạo một table từ A1 cho tới C11, từ A1 tới C11 là chúng ta bôi chỗ này, chúng ta sử dụng là cái home, chúng ta tạo một table nữa là conditional formatting format table nha, chúng ta bôi nha, chúng ta bôi từ cái A1 cho tới C11 chúng ta sử dụng là format table, chúng ta cho nó là kiểu 14 đúng không, ở đây là 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 đây chắc chắn luôn. Ok có tiêu đề nha. Rồi đây ở đây á, là trên cái định dạng cái format cột cell range đây, hai đây này, chúng ta bôi nó, chúng ta sử dụng là định dạng là 14 ở đây ha. Các bạn nếu mà các bạn sợ các bạn bấm như này này thì chỉ cho ha, các bạn chọn như này hoặc là bạn gọi là gì ta, đây đây gạch mình à, dìa. Ở đây này, đây là hai chữ số này, 14 này, ở chỗ này nói là mơ manh là ba chữ số này, và 2020 dìa là bốn chữ số này. Ok rồi cho nó lẹ, lát nữa nó sai chỉnh lại nha à, lát nữa nó sai chỉnh lại à, lỡ mà mình làm như vậy thì được, lỡ mà nó không chấp nhận, nó chấp nhận kiểu khác, nó chấp nhận kiểu trên dưới này cũng được à, nó chấp nhận kiểu nào cũng được, lát nữa nó sai tùm lại nha, như vậy là hợp lý này à, như vậy là hợp lý nha. Từ từ tính tiếp. Rồi ở chỗ này chúng ta nếu mà chỗ này nha, lát nó không cho đó, nó không cho nha, thì chúng ta có thể chọn chỗ này này, đây chúng ta chọn chỗ này này, đây à, nếu nó không cho chúng ta chọn chỗ này nha, nếu mà nó không cho thì chúng ta chọn chỗ này nha, chọn chỗ này nha. Rồi table columnvid ở đây cột A chúng ta cho nó là bao nhiêu ta, cho nó 20 columnvid đúng không, 20 này, thì ở chỗ này là cột B với F là chúng ta cho nó là 15, từ cột B đến F nha, 15 đó, nó nối cột nào cho cột đó nha các bạn. Rồi tiếp tục ở đây là filter, ở đây là hiển thị những thằng mà lớn 20, ở đây muốn filter là chúng ta sử dụng nút bấm như đây nè à, hoặc là nếu là lỡ không có đó, nếu mà không có nha, nếu mà không có nó nằm trong data filter này nhớ nha, nếu là không có là nó nằm trong, nếu mà không có cái nút mũi tên xuống á, nút filter chúng ta sử dụng là data filter này, ok nha, chúng ta sử dụng nó là Redan lớn 20. Rồi tiếp tục chúng ta vào footer, ở đây chúng ta add một cái footer à, đây add một footer đây khổ quá, thì ở đây chúng ta sử dụng là layout, chúng ta sử dụng là basic up này, chúng ta sử dụng là footer này, chúng ta custom footer này, nó nằm ở bên gì ta, in footer copyright ở đây là gì ta, right ở đây là center center work center view center đây center ha. Rồi ở đây chúng ta cho nó là chữ là 8 underline single, ok. Rồi thằng này là cái right footer, thì chúng ta ra footer và chúng ta sử dụng nó là cái thằng
chèn một cái kết tâm chèn với đồng hồ ha, time. Và lép ở đây chúng ta chọn là sheet name. Chúng ta chèn sheet name nha, sheet name là rồi. Insert bay, insert bay, insert bay, insert bay, sheet name nó insert đây. Insert file name, ở đây là file rồi. Ở đây là insert sheet name. Ok. Rồi tiếp tục. Chúng ta vào cái document property. Chỗ này là chúng ta sử dụng là cái file. Chúng ta sử dụng là cái gì ta? Info, chúng ta sử dụng là cái value. So. Ở đây là cái status rồi đây. Chúng ta gõ vào đây, finish và company field. Chúng ta gõ chỗ này. Company field đâu? Rồi sau khi làm xong ok. Thì sau khi làm xong thầy gọi thử nha. Nếu nó sai chỗ nào thì mình sửa lại chỗ đó. Còn không sai thì thôi. Ở đây coi coi sai chỗ nào nha. Sai. Rename một thằng. Ở đây là using function range. Hai thằng. Ở đây là rename nha, rename, resize. Rename này sao thế nào đó? B16. Tới F16. Ở đây mình làm lại cái trên C. Popular name manager. Ok, thử nha. Thử rồi, gửi anh em đi sao. Rồi, gửi anh em. Dùng cái sum formula và rename name dùng rename là view for function rename rồi thầy tôi hướng dẫn là rename name này nha khổ rồi ở đây manager ở đây là mình sẽ xóa này đi delete đi ok thì rename name nó nói sao ta B16A sorry các bạn ở đây là B16 ha mình sử dụng B16 thôi mình B16 thôi nha xa rồi cần C này ở chỗ này này ở đây là mình bôi từ B16 nha cần V enter có nghĩa là mình ghi anh em bị sai á là sai cái vùng sai cái vùng nha rồi đúng cái này ok rồi tiếp tục đúng cái này thì khi mà ghi anh em bị sai á, thì cái phần ở dưới á, nó sẽ dùng công thức mà tính em á bị sai như vậy là bài này mình đã đúng rồi nha ở đây hồi nãy là mình đúng rồi do hồi nãy là mình vì anh em này mình bôi tới cục F mình bôi cục F nha và thực sự vì anh em của nó là chỉ như đây thôi ở đây mình có thể là mình sử dụng là ở đây nha mà bây giờ mình delete đi nha delete này delete đi hồi nãy là mình đặt trực tiếp trong đây đúng không hồi nãy là trực tiếp trong đây nha bây giờ mình đặt cứ copy lại chạy lại này nó sẽ sai nè vì này nó sai này sai chỗ kia sai chỗ này ha thì ở chỗ này là hồi nãy là mình đặt cái hồi nãy là mình đặt cái chỗ bằng này mình đặt chỗ này này mình sử dụng chỗ này thì bây giờ mình có thể bôi chỗ này này mình có thể là sử dụng bôi chỗ này nha bôi chỗ này nha bôi chỗ này này mình có thể là sử dụng name manager này nhớ nha mình bôi tại vị trí này thôi hồi nãy bôi dư á mình sử dụng là name manager mình sử dụng là new mình dán công thức này vào mình dán cái tên này vào đó vùng này này ok mình create lại nha rồi finish này ok hết rồi như vậy là bài này finish này nha thì mình z đi thì nó làm đúng hết rồi đã kiểm tra từng bước đúng hết rồi chắc chắn nó sẽ được 1.000 điểm nha rồi ở đây là thầy vừa hỗ trợ các bạn là cái giải cái đề Excel 2013 bằng tiếng Anh bây giờ thầy sẽ up lên và sau đó thầy sẽ hướng dẫn cái giải tiếng Việt từng đề rồi chào tạm biệt các bạn nha chúc các bạn làm bài tốt chào các bạn.